never change, never change một trăm phần trăm. Ai này, ai này, họ biết anh không ai này. Nếu đây là bộ phim thì nhân vật chính. Rise and shine, nhân vật chính luôn luôn fly. Black Panther with my heart. Yeah, yeah. Nếu đây là bộ phim. Still wanna get it ở trên màn ảnh, bài hay không bài, bắt tin công kính anh còn chính hơn cả chính. Sau đi sau sau vẫn lâm tịch, nhưng khi nào cần anh thẳng tính như là bao. Anh vừa thả rắn nhưng anh tỏa sáng, chưa đến giờ tục em đã muốn được chiều. Run số 1 những ngày đầu tháng, sống như cái cơm nên cứ nói lâm tịch. Straight from under the wow, anh thay mặt như là Führer, thay mặt cho cả gang, represent the rhyme. Hollis, nhân vật chính có cái kết kết thế với chất. Nhân vật chính cười thật tươi trên đầu trăng nhất. Thế với chất mà họ đã mất, bộ kia đã bắt nhất, chính anh đã nhất. Nhân vật phụ chỉ nhất thêm nổi, nhân vật chính chỉ nhất thêm nổi. Anh không dừng ở under, mainstream new, can we take it over, oh, huh? Okay, let's go.